này là máu luôn á. Bây giờ bên cho người ta chứ là ăn bò đi chu hả? Hello, xin chào tất cả cô chú anh chị và các bạn đã đến với kênh Chăm Hen Ben. Hôm nay là ngày 27 tháng 4, là một ngày rất đặc biệt đối với người dân Hà Lan cả nhà. Hôm nay là ngày sinh nhật của vua Hà Lan. Thì mỗi lần mà đến cái ngày này á, thì đa phần người dân Hà Lan họ sẽ ăn những cái thức ăn đặc biệt là bánh có màu cam. Đó, chập lát mình sẽ quay cái bánh có màu cam đó cho cả nhà xem ha. Và đặc biệt ngày hôm nay là tất cả các người dân ở Hà Lan họ có quyền đem đồ đạc ở trong nhà đi ra ngoài bán. Không chỉ bán trước nhà của mình mà mình có thể tập trung ở những cái ngôi làng, có những cái chỗ mà những cái chợ họ sẽ làm lên những cái chợ nhỏ rồi mình đem đồ ra để mình bán. Thường thì mình không có được quyền mình bán, nhưng đến cái ngày này sinh nhật của vua là ai cũng có quyền đem đồ ra bán hết cả nhà. Bây giờ là mình sẽ đưa cả nhà đi xem cái chợ đó nha. Mình sẽ xem một chút rồi sau đó mình sẽ đi một vòng cùng với gia đình Chăm Hen Ben để đi xem ngôi làng của gia đình Chăm Hen Ben đang sống nha. Cả nhà nhớ coi hết clip rồi ủng hộ gia đình Chăm Hen Ben mình nha. Hôm nay đi làm cả nhà à. Rồi ông bà chủ á, mời mọi người ăn bánh nè. Thường cái bánh này cái lớp mà màu cam ở trên á, nó là màu hồng. Cái lớp này là cái lớp đường. Bánh này á, là ăn rất là ngọt. Ngọt nhưng mà ngon nha cả nhà. Ở trên là lớp đường, sau đó là lớp bánh, rồi lớp kem và lớp bánh nữa. Ăn giòn giòn mà mềm mịn của kem chính giữa. Chú cha, hai cha con, với lại thêm bà mẹ nữa. Lên lầu, lo dọn dẹp, coi thử có cái gì không xài nữa hay không. Không xài nhưng mà phải còn sử dụng được nha. Để mình bán cho người ta, để người ta đem về người ta sử dụng được. Chứ không phải là đồ nào mà hư mình đem ra mình bán. Người ta mua, người ta về người ta xài không được, tội nghiệp người ta. Đó. Đây là mấy cái đôi giày mùa đông của mình nè. Mình đem ra mình bán, mình mang còn vừa, còn mới lắm. Nhưng mà mình muốn bán bớt. Mình bán rồi mình mới mua được giày mới chứ để nhiều quá. Ông hên la, ông hỏi sao mua hoài sao. Nên giờ mình phải đi bán. Đó, bên thì bán đồ chơi. Một năm bán một lần nhưng mà năm nay là năm đầu tiên. Nhà mình đem ra chợ bán. Thường nhà mình để trước nhà không à, chứ không có đem ra chợ. Này là máu luôn á, bây giờ bên cho người ta mà máu luôn quen nhiêu nè. Bên nói cái này là mới luôn, bên chưa xài luôn. Cái này cái đó là để mình bảo vệ cái đầu gối á cả nhà, bảo vệ đầu gối để mình chơi thể thao á. Ta nói hả, sáng á là phải dậy thiệt là sớm để đi ra mình xí chỗ cả nhà. Chứ còn mà mình đi trễ á là ra đó không còn chỗ để bán nữa. Nhiều người á, người ta ra đây á, người ta đã vạch ô, người ta ghi tên của người ta rồi. Hiện giờ là 6 giờ sáng nha cả nhà. 6 giờ sáng là nó đã đông như vậy rồi. Thường mình đâu có được quyền dọn trước mấy cái cửa tiệm này mình bán đâu. Nhưng mà ngày hôm nay là ok, muốn bán gì bán. Nhưng mà bán tới tầm 12 giờ, 1 giờ trưa là bắt đầu mình phải dọn á cả nhà. Bữa nay á, là mình phải đi làm. Nên mà khi mà lúc mà bên đi ra bên dành chỗ á, là bên có chỗ rồi, là bên alo giờ cho mình. Là mình ở đây mình đi trên đường đi làm á, mình đem ra cho bên là bánh mì nè, cái ghế nè, rồi nước để cho ông ngồi đó, ông giữ chỗ, ông có ông ăn. Rồi anh Hen á, đem đồ đạc ra sao, bày ra sao bán á cả nhà. Mình đi làm, nên là Hendrik quay phim. Hendrik bữa nay là cameraman đó cả nhà. Đây là một cái số gian hàng của người khác nè. Nói chung á là bán đủ thứ hết. Muốn bán gì bán. Son, nồi, chén, dĩa, ly, muỗng gì cũng được hết cả nhà. Bán đồ ăn cũng được nữa. Chắc sang năm á, ngày này á, mình sẽ nghĩ mình bán đồ ăn Việt Nam á. Cả nhà coi năm nay bên lấy mấy cái thẻ bài Pokemon ra bán. Cô cha bán được lắm luôn đó nha. Hãy
In het leven ja, het haakjes leefde kak, maar dat is alles mijn kreis vek. Ding dan, op hinder kan ik lust gezien. In je van de app, ja, dat is dat meer. Dat is je op mijn zet gerust. Gian hàng của Ben đây cả nhà. Bán giày, bán đồ tùm lum tà la hết luôn. Bán bi nữa. Bán truyện. Mấy cái con Pokemon nhỏ nhỏ. Chu cha lúc này là có sự xuất hiện của bà mẹ nè, đi làm về. Lúc này là gần 12 giờ, gần dọn hàng cả nhà, ra bán phụ Ben, vừa bán mà vừa ăn bánh mì tại đi làm về đói quá cả nhà. 50 cent. Die ene kaart, die toxicity, is 10 euro waard. Die karretjes heb ik voor 10 euro verkocht, maar hij vond het een beetje duur. Zo 10 euro is ook goed, toch? Voor 2? Ja. Nee, maar we samen 14 euro. Ja. Ja, maar hij kon niks meer. Maar die kaart gewoon niet meer weg, hè? Bữa nay hơn dễ sợ luôn cả nhà. Trời cũng có mưa. Mấy bữa chu cha mưa gió quá trời luôn. Bữa nay tới ngày sinh nhật của Du cái tự nhiên trời hết mưa luôn. Để dân đồ tình ta đi chợ đi đồ cho nó đã khỏi ướt. Bây giờ là cũng 12 giờ rưỡi rồi cả nhà. Chợ bắt đầu là thưa dần rồi. Mạnh ai người nấy đi dọn dẹp để đi về nhà nè. Nhà mình cũng dọn luôn. Hendrik với lại Ben dọn rồi. Cũng có bạn của Ben đi ra chơi rồi phụ dọn luôn. Phụ dọn xong rồi mình dẫn hai ông bà nhỏ này về nhà ăn trưa luôn. Ông Ben á, người ta ra người ta chơi, người ta phụ, người ta dọn hàng giùm ổng. Ông ngồi đó, ông lo mấy cái thẻ bài Pokemon của ổng không mà trò rồi. Nhà mình bán được tổng cộng á, là 3 đôi giày. Còn như đây giày nè, chụp lát về nhà mình để trước nhà mình tặng miễn phí cho người ta. Chợ nó còn nhiều người đông quá, mình không có đi xe hơi vô được, nên phải chia nhỏ đồ để đẩy đi bộ đem ra xe hơi á cả nhà. Ben là một thùng, mình cũng một thùng luôn, bạn Ben cũng vậy. Chú cha ta nói hả, bán ới gần chết luôn mà mặt người nào người nấy vậy, rạng rỡ à. Bây giờ đi về nhà ăn đại cái gì đó xong rồi cả nhà mình theo gia đình của Trâm đi xung quanh cái xóm Trâm đang ở nha, cái làng của Trâm đang ở, mùa xuân nó đẹp lắm, cả nhà nhớ coi hết video nha. Về tới nhà thì mình và ông xã đem đồ, những cái đồ hồi nãy mà bán không được đó cả nhà, sẵn mình đem ra mình để trước nhà mình luôn, mình để đó để cho ai đi ngang qua họ cần thì họ lấy, tất cả đều miễn phí hết cả nhà. Đó, giày dép đồ nè. Rồi mình để đó, mình có để cái chữ là miễn phí, ai đi ngang qua thì tự động người ta lấy thôi. Bây giờ mình đi nha. Cái cây này là cây hoa mộc lan đó cả nhà. Ở bên đây thì hoa mộc lan thì nó có màu trắng,
rồi màu tím và màu hồng đậm. Gia đình Cham Hen Ben á, thì ở trong một ngôi làng nhỏ nhưng mà rất là tiện lợi, cái gì cũng có hết cả nhà. Từ nhà mình mà đi ra chỗ siêu thị này, chỗ mua sắm á, chỉ có 300 mét thôi cả nhà. Rồi nhà mình á, là đi đến bác sĩ nè, đi nha sĩ, đi đâu cũng gần hết. Bông mì đẹp, mình thấy cưng dễ sợ, mình kêu anh Hen chụp cho em vài tấm hình anh Hen. Tôi nói ông chụp cho tôi hả, cả 100 tấm, tôi lựa được đúng 1 tấm thôi cả nhà. Tôi lạy luôn một lần quá, mà kêu ông chụp hình là tôi mệt, nên nó rất là lâu rồi mình không có tấm hình nào post Facebook được hết á. Cây này là hoa anh đào hồng nè cả nhà. Hoa anh đào này nó có một cái nhược điểm rất là lớn, có nghĩa là nó tàn rất là nhanh. Từ lúc mà nó nở bông cho đến lúc nó tàn thì khoảng cỡ tầm 1 tuần đổ lại thôi cả nhà, chứ nó không có lâu được. Còn đặc địa cái ưu điểm của nó là đẹp rồi, là ai cũng biết. Ta nói là người ta thấy cái cây bông này nó đẹp, ta đứng ngoài trước cho quay. Ông Hen nó bay vô nói: nhà bạn anh á, đừng đứng trước á, đi vô quay gần cho mọi người coi em. Chọn ta vô ta quay liền, nghe là bay vô quay cho cái nhà coi liền, dễ thương ha. Hà Lan á cả nhà, đặc biệt là ở khu vực làng của Chăm á, cứ đi 500 mét là sẽ có một khu vui chơi cho con nít ở ngoài trời như vậy nè. Đó, cái này là chính phủ họ làm ha. Họ làm rồi cho mình chơi, không có tốn tiền gì hết á. Cả nhà thấy mấy con ốc vít trên đây không? Ở bên đây là khu vui chơi ngồi trời của con nít á. Rất là an toàn. Tất cả những cục vít nè, những cái con ốc đó, cái gì mà nó dễ làm cho con nít đau, bị thương á, là nó đóng đinh rất là kỹ. Và nó có cái đồ á, nó bảo vệ mấy cái con ốc vít đó cả nhà. Đó, cả nhà thấy bên kia không? Mấy cái cục đó là mấy con ốc vít lớn, rồi người ta lấy đồ người ta đè lại, người ta đậy lại hết á. Đó, nhà ông nằm ra đường nằm gì hả? Cùng lên phải không? Ông nằm coi, nằm làm người mẫu coi. Gì hả? Coi ra đường nằm là ở nhà chán không? Ra đường nằm tập thể dục coi. Tập sao? Tập gì? Cừ coi. Đó, bồ công anh. Ben là rất là thích thổi bồ công anh nè. Thổi bay không? Thổi thử hả? Bay nhiều không? Trời ơi, mì quét à. Còn nữa cả. Trời ơi, sao thổi với mặt mì đi? Đây là một cái khu vui chơi khác nè, cả nhà thấy cái bảng đó không? Cái bảng này là một lần thấy là cấm chó ỉ nha cả nhà. Ở đây nuôi chó là một ngày mình phải dẫn chó đi dạo, đi ỉ bên ngoài là phải 2-3 lần ngày vậy á. Có nhiều người đi là phải đem theo cái bị để hút cứt á cả nhà, không thôi là bị phạt á. Ở bên đây á, chỗ làng mình nó có rất là nhiều trò chơi ngoài trời. Nắng lên chút là người ta kéo nhau người ta đi chơi cả nhà. Đây là một cái khu vui chơi ngoài trời nè, mà mình đô đó mình mua vé rồi mình leo lên mấy cái chỗ này nè, nhớ đội nón bảo hiểm, nón bảo hiểm là bắt buộc, rồi leo qua leo lại vậy đó, chơi vậy thôi à.
cuối tuần là đông lắm luôn đó nha cả nhà nha. Gần cái chỗ khu trò chơi này á, chỉ có một cái bãi cỏ rất là rộng. Thì chỗ này á, mình đi đến đây mình cắm trại, cả nhà thấy hai chiếc xe đó không? Là hai chiếc xe đó có giường, có bếp ở trên đó, mình tạm gọi là những ngôi nhà di động nha cả nhà. Thì mình đi đến đây mình cắm trại, mình không có tốn tiền, tất cả là miễn phí. Nhưng nếu mà mình xài điện ha, cả nhà thấy cái số 1 không? Rồi chiếc xe này nè nó đậu gần đó, thì khi mà nó muốn sử dụng điện thì nó cắm vô cái số 1 đó, thì xài bao nhiêu á là trả tiền bao nhiêu nha. Còn cái chỗ á là được miễn phí. Chú cha cô đi ra đây nè, nhà mình á chiều chiều á hay đi ra đây á ngồi ăn, nếu mà trời đẹp á cả nhà, đêm đây mà làm dài ve á là y bài luôn á. Chú cha về nhà nóng quá, hai cha con á là cởi áo khoác ra hết, hiện giờ là khoảng cỡ 15 độ nha cả nhà. Bây giờ là gia đình Chăm Hen Ben sẽ tạm dừng video tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả cô chú anh chị và các bạn trong những video kỳ sau. Bye bye. Nhớ đăng ký ủng hộ gia đình Chăm Hen Ben nha.